thứ bảy tuần thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 21 từ câu 34 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Suy niệm: vào những ngày cuối năm phục vụ, lời Chúa mời gọi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện, vì không biết giờ nào, ngày nào Chúa đến. Tỉnh thức là đi trên nẻo đường công chính của lời Chúa, loại bỏ những việc làm đen tối và cần lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Tỉnh thức là không để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời. Tắt một lời, tỉnh thức là mặc lấy con người mới theo hình mẫu Giêsu, là dần dần bỏ tính xác thịt để sống theo thần khí. Tỉnh thức như vậy là điều chẳng dễ dàng chút nào. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Phanxicô mời gọi ta can đảm nhìn về phía trước, mặc cho hiện nay đang gặp khủng hoảng. Một lần nữa, hãy lấy thánh giá và sự phục sinh của Chúa Kitô làm ngọn cờ chiến thắng của chúng ta. Vì vậy, ta hãy mang lấy thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô, chính là mặc lấy con người mới, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Con người mới ấy chấp nhận chiến đấu để chiến thắng, từ bỏ để rồi nhận được, qua thập giá hy sinh để tiến đến vinh quang phục sinh như Chúa Kitô. Đọc, suy niệm và sống lời Chúa là phương thế giúp chúng ta luôn tỉnh thức trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Lạy Chúa, Chúa dạy con luôn tỉnh thức, cầu nguyện vì cuộc sống hôm nay có sức mê hoặc con, làm con sao lãng cùng đích tối hậu của đời mình. Xin giúp con tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn như lời Chúa dạy. Amen.